là đứa nào? Tôi là con gái của ba Hoàng, chồng bà đó. Một bên là con riêng, một bên là vợ. Rồi không biết con có chịu nổi không? Ba chờ con đi, con lên Sài Gòn sống với ba. Là con không bao giờ chấp nhận con nhỏ mất dạy đó vô trong nhà này đâu. Nhà mình cũng cần có người giúp việc nhà mà con. Để nó ở đây, má sẽ phụ con dạy dỗ nó. Bà với cô không ai muốn cho mấy Diễm đi học đâu. Mày không làm thì lấy cái gì mà đút vô hồng mà ăn hả mày? Con chịu khó nha con. Lao ơi, trở về phần 3 lúc 19 giờ từ thứ năm đến thứ bảy hàng tuần trên Today TV.